Chào mừng các bạn cùng quay trở lại với bản tin 12 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2019. Bản tin hôm nay sẽ có những tin chính đáng chú ý ngay sau đây. Thời gian qua, với sự thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò tại các giải đấu đã khiến cho nhu cầu theo dõi đội tuyển ngày càng tăng lên. Điều này khiến cho giá trị bản quyền theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam qua đó cũng tăng theo. Mới đây, thông tin về bản quyền hai trận đấu trên sân khách của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 cuối cùng cũng đã có kết quả. Qua đó, Next Media là thương hiệu sở hữu độc quyền hai trận đấu trên sân khách của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia ngày 31 tháng 3 năm 2020 và UAE ngày 9 tháng 6 năm 2020. Với giá trị các bản hợp đồng này không được tiết lộ, nhưng một số thông tin trong nước cho rằng giá thỏa thuận sẽ không hề thấp. Trước đó, trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan cũng đã được Next Media mua bản quyền với giá hơn 7 tỷ đồng. Trận đấu còn lại của đội tuyển Việt Nam trên sân khách của Indonesia đã được VTV mua bản quyền từ ngày hôm trước, có giá trị lên tới 7 tỷ đồng. Ngoài hai trận đấu trên, Next Media cũng đồng thời đang sở hữu toàn bộ 4 trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam, gồm trận Việt Nam-Malaysia ngày 10 tháng 10 năm 2019, Việt Nam-UAE 14 tháng 11 năm 2019, Việt Nam-Thái Lan ngày 19 tháng 11 năm 2019 và Việt Nam-Indonesia ngày 4 tháng 6 năm 2020. Như vậy, toàn bộ các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đã được các đài truyền hình trong nước mua bản quyền sở hữu. Các trận đấu do Next Media mua bản quyền sẽ được sản xuất và phát sóng độc quyền trực tiếp trên hệ thống VTC. Ngoài ra, nhiều đơn vị khác được tiếp sóng như là HTV và K Cộng. Thông tin từ VFF, thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ tập trung cùng với đội tuyển vào ngày 3 tháng 10 sau trận đấu giữa Marathon United gặp Sumat Prakan vào ngày 2 tháng 10. Sau đó, Thái Lịch sẽ tạm nghỉ và các cầu thủ thi đấu tại giải đấu này được quyền tập trung cùng với đội tuyển quốc gia. Ngày 7 tháng 10 tới, hai cầu thủ Việt Nam đang thi đấu tại châu Âu là Nguyễn Công Phượng và Văn Hậu sẽ về nước tập trung cùng với đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Malaysia và Indonesia thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, Văn Hậu sẽ có trận đấu cùng câu lạc bộ SC Heerenveen gặp Jolie tại giải vô địch quốc gia Hà Lan vào tối ngày 5 tháng 10 theo giờ địa phương. Sau đó, anh sẽ di chuyển sang sân bay để về Hà Nội. Trong khi đó, Công Phượng và câu lạc bộ Saint Truyền sẽ có trận đấu với đội Kosic tại giải vô địch Mỹ vào tối ngày 5 tháng 10 theo giờ địa phương. Sau trận đấu, anh sẽ lên máy bay về nước, dự kiến sẽ có mặt ở Hà Nội vào ngày 7 tháng 10. Văn Hậu và Công Phượng sẽ từ Indonesia bay thẳng về với câu lạc bộ chủ quản sau cuộc đối đầu của đội tuyển Việt Nam với Indonesia ngày 15 tháng 10. Đội tuyển Malaysia vừa tập trung trở lại trong kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu thứ 3 vòng loại World Cup 2022 thuộc bảng G với đội tuyển Việt Nam. Với 5 cầu thủ bị chấn thương, bao gồm có cặp tiền vệ Noazam Aziz và Damian Amir, Tedao Patiban, tiền vệ Halim Sari và trung vệ Sarunsat. Được biết, Sarunsat được xem là thủ lĩnh hàng phòng ngự của Malaysia, đã được xem là một tổn thất lớn của Malaysia trong trận đấu gặp Việt Nam khi khả năng ra sân của cầu thủ này vẫn còn bỏ ngỏ và các chấn thương chưa được xác định. Trước giới truyền thông Malaysia, huấn luyện viên Tan Chee Ho thừa nhận đây thực sự là rắc rối với đội bóng này. Việt Nam có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu, triệu tập những cầu thủ tốt nhất, chúng tôi cũng vậy. Lúc này tôi hy vọng các cầu thủ sẽ bình phục trong khoảng thời gian nhanh nhất để kịp cho trận đấu tại Hà Nội. Huấn luyện viên Tan Chee Ho chia sẻ, trước khi sang Hà Nội cho cuộc quyết đấu vào ngày 10 tháng 10, Malaysia có trận đấu giao hữu thử nghiệm với Sri Lanka. Hôm qua đội tuyển Việt Nam cũng nhận một tin không vui khi tiền vệ Lương Xuân Trường gặp phải chấn thương dây chằng và phải nghỉ thi đấu đến 9 tháng. Trước đó thì cầu thủ Đinh Trọng, Văn Đức cũng dính chấn thương và đang trong quá trình hồi phục. Tờ Kicker của Đức tiết lộ MU một lần nữa tiếp cận Dortmund để thảo luận vấn đề chuyển nhượng tài năng trẻ Jadon Sancho. Được biết MU đã có một khoảng thời gian dài theo đuổi Jadon Sancho và luôn muốn đưa cầu thủ người Anh trở lại với Premier League. Mùa này Sancho đã tham dự 6 trận đấu với Dortmund tính trên cả mọi mặt trận. Anh trực tiếp ghi 4 bàn và có 6 pha kiến tạo quyết định. Giám đốc thể thao Michel Sock nói: "Ở thời điểm này chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về tương lai của Jadon Sancho, nhưng không thể nói trước cậu ấy ở đây trong bao lâu." MU được cho rằng từng đưa ra lời đề nghị 100 triệu bảng nhưng Dortmund không đồng ý vì cho rằng con số này chưa phản ánh đúng giá trị của Sancho. Quỹ đỏ hứa hẹn sẽ không chi dưới 120 triệu bảng nếu muốn có được Jadon Sancho. Chỉ một ngày sau khi có tin Arsenal mở khả năng để cho Ozil đến với câu lạc bộ khác trong tháng 1, trang tin Berlin đã có thông tin ba lãnh đạo Barca được cho là đã nhắm đến cầu thủ này trong bối cảnh Barca muốn tìm kiếm các cầu thủ để tăng cường trên hàng công. Ozil được xem là một trong những tiền vệ vô cùng sáng tạo, tuy nhiên vài mùa giải trở lại đây, anh lại không có được phong độ tốt và tỏ ra không hợp với lối chơi của huấn luyện viên Emery. Vì vậy nên cầu thủ này không còn được trọng dụng tại sân vận động Emirates. Nhà đương kim vô địch La Liga cho rằng phong cách của tiền vệ người Đức phù hợp với lối chơi tại Barca, nhất là khả năng tung ra giữa đường truyền kiến tạo. Hơn nữa Barca được cho là nhắm tới Ozil để thay cho Dembele, cầu thủ đang gặp chấn thương và được đánh giá là có thái độ không tốt cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Kỳ chuyển nhượng mùa hè mới đây, thương vụ giữa Barca và Matthijs de Ligt sẽ là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất. Bởi vì sau một khoảng thời gian dài đàm phán, cầu thủ quân của Ajax Amsterdam được cho là sẽ cập bến Newcastle
vấn đề chỉ là thời gian. Thế nhưng đến cuối ngày thị trường chuyển nhượng, De Ligt bất ngờ ký hợp đồng với Juventus, khiến cho giới Bồ Đào vô cùng bất ngờ. Hé lộ nguyên nhân của sự việc này mới đây, phóng viên Luis Camu của tờ Mundo Deportivo đã chia sẻ lý do Matthijs De Ligt quyết định từ chối Barca. Trong mùa hè, trong chuyến nghỉ mát ở Bahamas, De Ligt đã gặp trung vệ của Barca Gerard Piqué. Khi đó, Piqué được cho là đã thuyết phục Matthijs De Ligt về với Barca. Tuy nhiên, De Ligt đã thay đổi quyết định từ cuộc gặp đó với Piqué. Bản thân câu lạc bộ cũng tin rằng nếu De Ligt đến đó, thế cầm quyền và tiếng nói của Piqué sẽ bị hạ xuống. Cuối cùng, hậu vệ người Hà Lan đã từ bỏ giấc mơ khoác áo Barca để đến với Juve. Mặc dù chưa thể xác nhận độ tin cậy của thông tin này, thế nhưng đã có tin đồn về việc Barca chưa từ bỏ De Ligt và sẽ tiến hành thương thảo với Juve về việc đưa cầu thủ này trở lại với Nou Camp vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Kết quả các trận đấu loạt trận đêm qua tại Champions League. Ở lượt trận thứ hai bảng A, Real Madrid thoát khỏi trận thua trên sân nhà nhờ hai khoảnh khắc tỏa sáng của Ramos và Casemiro. Trong khi đó, Paris Saint-Germain thắng Galatasaray với tỷ số tối thiểu 1-0. Ở bảng B, chuẩn bị dẫn trước những lối chơi bùng nổ của Bayern Munich đã vùi dập đội chủ nhà Tottenham Hotspur với tỷ số 7-2. Man City giành trọn 3 điểm trước đối thủ Dynamo trên sân nhà Etihad với tỷ số 2-0 ở bảng C. Ở bảng D, Ronaldo tỏa sáng với pha làm bàn ở cuối trận góp công vào chiến thắng 3-0 của Juventus trước Leverkusen. Atletico hạ gục Lokomotiv để giành chiến thắng đầu tiên tại Champions League mùa giải mới với tỷ số 2-0.